dặn nè, Thanh vô đây là nói chuyện phải nhỏ nhẹ nghe không, đi nhẹ nhàng, không có la lối sùm nha, ảnh hưởng đến người xung quanh nha không. Tại vì vô đây bệnh người ta rất là khó ngủ, thành ra là mình nói chuyện phải nhỏ nhẹ, không có nạt nạt nha. Nói chuyện phải nhỏ nhẹ, từ tốn đàng hoàng, đi lại cũng vậy nữa, từ từ. Ví dụ có nhờ cô, mấy cô điều dưỡng thì cô ơi, cô làm ơn coi chồng của Thanh bị gì nghe không. Dạ, Phong xin kính chào cô chú chị và các bạn. Thì hiện giờ đang ở phà đây, chuẩn bị đi qua tháp 10. Vì vừa rồi Phong có lấy cái phiếu xét nghiệm với cái ít chụp ít quang để đem qua cho bác sĩ ở bên Sa Đéc, người ta xem người ta có những góp ý á. Thì bây giờ là phát hiện bạch cầu của Dũng cao, thì đó là dạng nhiễm trùng á. Thì ta nói cái nhiễm trùng này nó nguy hiểm dữ lắm. Thì bây giờ sẽ đi qua tháp 10 liền để mà dẫn Dũng đi tới bác sĩ luôn, bác sĩ chuyên môn. Thì họ sẽ có những cái quyết định là cái này là bị nhiễm trùng gì để có hướng giải quyết nha. Rồi, thì sẽ đi qua liền. Rồi, mong cô chú và chị theo dõi nha. Bây giờ là mình quyết định đi nhập viện hay sao? Gì lắm? Anh gọi đi con, còn sát nữa không? Giờ tôi cũng đơn kiếp chúng ta ơi, bắt tiền. Tôi cũng đâu có đi được, đâu xa đâu. Nhưng mà theo ý con á, thì bây giờ mình đưa Dũng vô bệnh viện. Đúng rồi. Xong đó vô chỗ bác sĩ khám, nếu mà bác sĩ chưa nhập viện là mình phải nhập viện. Đúng rồi, nhập viện. Còn khi mà bác sĩ khám ví dụ bị nhẹ thì kêu về thì mình về. Đưa thuốc thì về nhà mình uống. Tôi cũng tính như rồi chú gì đó. Dạ. Tôi nói rồi qua ngay là. Nó thấy mà... cái giò nó vậy đó. Nó tính đem qua bển nhập nhà mình coi khám coi sao. Nếu ít ra thì ta đưa thuốc ngâm men rồi này kia ta chích cho mình về, còn nhiều quá thì mình nhập viện bệnh cũng được. Rồi cũng có chị em nó đồ này kia chạy tới chạy lui nè chú. À, chứ mà để ở nhà hoài thấy đâu có được, bỏ nhà là không có được. Thì giờ cái phương án tính như ban đầu là để qua bển đi, nếu mà khám ok không sao đi về lấy thuốc thôi, còn nếu cần thiết thì nhập viện thì cô phải sắp xếp người nhà để mà nuôi Dũng ha. Nếu mà tình hình nặng thì phải nhập viện, mà nhập viện để ta chích thuốc này kia nó mới nhanh hết được, tại với lại bằng cho nó hạn chế đi lại thì nó mới nhanh hết, nó hạn chế đi mới được. Thì bây giờ Thanh tính sao? Con tính nuôi đó, con nói gì đó. Con nuôi chồng phải không? Dạ. À. Phải sắp xếp nhà mới được. À. Biết nuôi bệnh không? Biết. Biết ha. Dạ. Chị vô không biết chị có la không nữa nè. Không được la không nếu đâu, mà nuôi. Không, không. Vô ngồi bệnh phòng. Ừ. Mà bây giờ vậy nè, Thanh nghe chị Trân nói nè. Thanh có biết lo cho chồng không? Tại vì khi mà đang mùa dịch, nếu mà nhập viện chỉ được một người nuôi một thôi, người thôi không có được người thứ hai luôn. Nếu như con nuôi là không có người khác được vô đó nuôi, mà nếu như người khác nuôi là con không được vô đó. Bây giờ con chọn sao, con nuôi hay là em của Dũng nuôi? Con nuôi. Con nuôi phải không? Không, cái này anh thấy hay nhất là để mình sắp xếp cái chuyện này đi. Nếu mà thực sự mà có nằm viện là mình phải sắp xếp, để người nhà sắp xếp chứ không có để cho Thanh được đâu. Thanh không chịu, anh không chịu đâu, chịu quá. Bây giờ anh nghĩ đi, hai đứa mà lên xe mà phải đi chung mới được đó. Ừ. Đi riêng chứ không chịu đâu, không chịu đâu. Thành ra là bắt buộc nó nuôi là nó nuôi thì tập cho nó luôn. Ừ. Nhưng mà ngặt có cái là trong bệnh viện bây giờ là chỉ có một người nuôi người bệnh thôi. Đúng rồi. Đó. Ngặt là ngặt vậy đó. Rồi vậy quyết định vậy hết cô Nam. Dạ. Cái bệnh tình của Dũng là không có nhẹ nữa gì Nam. Không có nuôi. Chung là cũng không nhẹ. Còn nên ở là nhà mình phải đem Dũng vô bệnh viện cho bác sĩ khám tổng quát hết coi sao. Chứ để nguy hiểm này kia. Nhưng mà nhìn luôn cả gì Nam cũng có bệnh. Tại bữa xét nghiệm là bạch cầu cao á, mà bạch cầu cao là trong người có bị nhiễm trùng đó. Ra là vô chỗ để người ta tìm bệnh rồi người ta trị. Dạ. Chứ để ở nhà hoài kiểu này không có an tâm. Cái chân thì lúc sưng, cái lúc hết, lúc sưng, lúc hết hoài vậy đâu được. Ghê quá. Cái này là đáng lo nha cô Nam. Thì giờ phải theo dõi mới được. Thì cũng như con vừa rồi con lấy cái mẫu á, con đi qua bác sĩ giỏi á,
thì ta sẽ nói là nên đi khám bác sĩ liền. Tại vì nếu mà đụng tới cái vấn đề máu mà nhiễm trùng hoặc là nó bị bạch cầu cao á, rất nguy hiểm. Nên nay con đến với mấy anh em đây nè, để mà hỏi ý kiến gì để mà đi liền á, giải quyết liền cho càng sớm càng tốt. Thì nói gì nói thì mấy anh em con thì bàn với nhau vậy. Còn cái quyền quyết định là gì? Đó, vì dạ. Vì dạ, là mẹ của Dũng đó. Vì, dạ. Vì ở đây thì cũng có chị em nói này kia, tôi cũng có quen ở bển, tôi cũng gửi cái ấm này kia cũng được. Một mình không đem quần áo theo sao? Quần mền gì đó? Hay là bây giờ mình vô bệnh viện rồi? Bệnh rồi đem qua. Nhưng mà ta thì nhập định mà ta kia nhập viện. Mình đem cái mồng quần áo thì theo. Nhưng mà con nghĩ là Dũng nhập viện. Đúng rồi. Hay là chuẩn bị đỡ vài bộ đồ đi. Lấy vài bộ đồ đi. Bây giờ đồ dưới con lấy cái gói được không? Là trước tiên là phải có cái gói nằm mới được. Đúng rồi. Bây giờ con xuống dưới con lấy cái gói cái mà. Đau cái bụng con nè. Nghe nói nè, không có cãi nha. Qua bệnh khám và khám. Không có la nha, trong bệnh viện. Đau cái bụng con nè. Ừ. Người ta kêu nhập viện thì con về đây con lấy đồ đạc cho cậu ba qua bệnh. Biết không? Hai đứa ở bệnh. Không, bây giờ trước tiên là bây giờ mình lấy cái gói đi. Cái gói với cái mền đi. Đem hờ. Dạ, con mệt lắm, mình con mệt à. Mệt hả? Bây giờ vậy như vậy là con đi với Dũng được không? Con đi với Dũng không được nữa. Đi luôn. Đi mà. Con đi mà. Đâu có để thành nhà đâu. Đâu có để thành nhà đâu. Bây giờ kêu phải một chỉ một người nuôi thôi. À thì con nuôi Dũng á. Mình nuôi con nuôi thôi. Chứ đâu có nói là con ở nhà đâu. Nuôi hai người không được. Ừ. Bây giờ con xuống dưới con lấy cái gói với cái mền đi rồi lên đây chú chở đi nha. Con hai chồng con kiếm một mình con nhiều quá thì ta đuổi. Trời ơi là trời, có ghê không? Rồi đi con, đi xuống dưới lấy cái gói với cái mền đi. Nhiều chồng nhiều bác sĩ ra, đi đi. Đi đi con, đi đi. Dễ gì mà để ở nhà không có được đâu, không để được đâu. Làm gì làm là phải con Thanh nuôi Dũng cái chịu. Bởi vậy bây giờ là mới cần đến là cái bảo hiểm nha. Nếu có bảo hiểm là vô nhập viện thì cũng đỡ dữ lắm luôn. Bây giờ không có bảo hiểm là cũng đi dữ lắm. Để vợ anh khám với sao mà em hòn được thế. Thì bây giờ đi đi, có nghĩa là bây giờ trước tiên vô trọng khám rồi con cũng phải nằm rồi đó. Thì mình lấy cái gói mình nằm, mền mình đắp. Người ta cho về thì mình về. Mùa dịch này mà cái gì của mình thì của mình cho nó dễ hơn. Còn xe đặt bệnh bỏi nha. Cái đó để sao đây, không sao đâu, chị em giữ mà. Bệnh không lo, mà bỏ lo chiếc xe đạp điện. Ừ. Bây giờ mình lo cho sức khỏe mình trước kìa. Xe đạp điện thì tối gửi em mình. Đó, còn không á, chiều mượn ai đó chạy về nhà mẹ. Còn mới đem về đặng tao bỏ trên bụng vạc thì sao đó. Rồi thì giờ lo khám bệnh. Đâu nổi đâu rồi. Để bụng vạc, bên đâu nổi đâu. Không bỏ. Đúng nó cắn lủng bánh hết trơn. Bỏ dưới cũng được. Cần là phải dắt lên giường. Bây giờ cái sức khỏe của con chút nè, còn cái tài sản nó bỏ qua bên. Bỏ qua bên đi. Cái bệnh của Dũng hiện giờ rất nặng nên giờ là phải trị cho sớm càng tốt. Còn cái vụ xe thì có nhiều người lo cho con. Vì Năm nghe, vì Năm lo không? Trời ơi, tôi đầu mấy ngày nay tôi ngủ, ăn ngủ không được luôn. Đó. Thì đó người trong nhà mà bây giờ anh em á, anh em mà còn thấy là thấy xương nó giúp nó này nọ đó, mà cũng nói gì mà, cũng là gì quan trọng cũng nhờ Mạnh Thường Quân quan tâm nè, chứ nếu như mà không quan tâm thì Dũng bệnh đợt này không tiền lo khổ nữa. Đúng rồi, đổ dài dài luôn đó, bây giờ cũng có một số tiền cũng đỡ rồi đó. Dài luôn đó, ví dụ như bây giờ không có cũng phải dai hỏi này kia phải lo cho đúng Dũng rồi. Chứ không lẽ giờ bỏ nó đây như sẵn rồi mấy anh em con cũng nói với cô Năm luôn, nếu mà tình huống mà nó xấu ha thì hẩm rài những cái gì mà anh em gửi mà của cô Năm á thì cũng phải chích ra miếng để mà xử lý nha. Còn của còn chú. Dạ đúng. Cô Năm hiểu giờ được. Dạ. Hỏi chú Khai nhiều khi tôi mần tôi không dám ăn luôn. Đúng rồi cô Năm. Để dặn dụm đặng khi mình đau bệnh. Đó thì lúc này là mình mới cần tới nè. Đó mới cần tới nè.
Tôi cũng nói chú Kha hoài vậy. Dạ. Chú Kha ơi, cô bác mạnh thường quân cho, chứ tôi cũng không dám xài đâu chú. Dạ. Để dành hậu thân nhiều. Đúng. Con tôi, cháu tôi. Cái đó là để hậu thân. Xài đó. Dạ. Dạ. Cái đó để hậu thân thật sự luôn. Cái gói với cái mà được rồi con. Thì giờ lấy đồng tiền đó để mình xử lý cái con mình trước đi. Được rồi, chú đó được rồi con. Biết sao vô chẳng chọc chọ lắm, không hấp cho dân mồm. Đem theo cái gì ạ? Mồm ở mền hả? Cái gói với cái mền. Rồi ví dụ bây giờ mà mình đi bệnh mà bác sĩ nói nhập viện thì mình về mình lấy đầu tiếp. Rồi, vô đây đủ rồi. Rồi bây giờ mình chở đi nè. Đây luôn. Rồi. Con đi chung. Vậy nhà chú giờ chú Kha. Dạ. Nó ngủ tôi bỏ nó nhà. Rồi rồi. Sáng lù bù chứ mà nó chạy lên đây nó ngầu tôi không hay luôn đó. Thì cái đó có gì nữa chú Kha cho con gì nằm hay ha. Dạ. Bây giờ sẽ đi khám còn sao. Dạ. Quá trời, chú ơi. Dạ con hiểu mà. Thì giờ cái tụi con lo được nào tụi con lo. Rồi bây giờ là đi chung với ai? Đi chung với ai? Vô bệnh viện là chỉ có một người vô mà đó. Mình chỉ đưa tới cổng bệnh viện thôi. Chú đó. Cái này là phải dặn bác Thanh lại từ đầu nè, là không được la nha. La là bác là bảo vệ tao bắt á nha. Ừ, vậy đi. Cái chuyện mới nhập viện mà đồ đâu nhiều. Để ít cho mình thôi. Có nhiều, nó có bảo hiểm anh ơi. Ừ. Xét nghiệm á là nó hơi tốn á anh. Cái này 100% luôn nè. Xét nghiệm là hơi tốn á. Là mấy có người nhiều á, khổ là khổ đó đó. Rồi nè, cái nào không cần thiết bỏ lại nhà hết. Vậy đi. Điện thoại đồ này kia nha. Điện thoại nữa nè. Dũng đó. Ơi là trời, con nó đi nè. Con đi chung. Bây giờ con đi với ai nè? Con Vịnh Dũng đi. Con đi chung với Dũng. Ừ, nhưng mà ai cho nè. Chia ra, không phải. Bây giờ nghe lời chú Phong đi. Là đi riêng. Bây giờ công an mà nó bắt là không có đi nhập viện luôn á. Nghe lời chú Phong. Nè, con đi theo chú Phương đi. Hoặc là con đi chú Kha. Rồi phải một người chở một người thôi. Rồi vô đây. Rồi rồi giờ Vịnh đi. Rồi con đi với chú Kha đi. Chú Phương chở Dũng. Được rồi, anh Phương ơi, hai vợ chồng đi chung mới được Phương ơi. Rồi thôi, đúng rồi, đây rồi thôi qua đây ôm luôn. Đứng trời. Biết luôn tình tứ. Hai chồng qua đây đi. Chúng ta đi chung xạo lắm. Trời, không có nói vậy nha. Không, không có nói vậy. Vợ đó nè. À, chú Phương ơi, chú Phương đừng buồn Thanh nha chú Phương. Ai đỡ Dũng đó đi. Đỡ Dũng lên gì nè. Sao đi bộ được trời. Anh ở đây đi bộ đến bệnh viện. Anh đỡ lên em. Đỡ lên. Năm nữa, chị Năm đây. Đưa để quay đầu kia lại luôn. Chú bỏ cái này ở nhà ngủ đó mình nè. Điện thôi đi theo đặng nuôi chồng. Nuôi chồng. Rồi đi lên xe đi. Không có la làng nè. Bây giờ phải có một chân trụ đi, rồi bước hay chưa? Ok. Rồi. Con nuôi chồng con. Rồi chút vô. Cho con ngồi á. Nói chuyện nhỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Thì giờ là Dũng vô cấp cứu rồi, thì vô trong không được, hồi kết quả làm sao sẽ cho quý vị với cô bác anh chị biết nha. Trời ơi, em có chi. Rồi Thanh đi nuôi chồng nhập viện rồi cơ. Dũng có bụng không? Mới ăn đây, mới ăn cơm. Thanh ơi, vậy là cần đem cái gì á thì nói đi, rồi một hồi nữa chị Trân về bển chị Trân soạn đồ cho, rồi cái điện cho Thanh đi ra ngoài cổng Thanh lấy vô nha. Nha. Cần lấy đồ mên không? Đúng, lấy đặng đi mua đồ ăn. Xin cháo. Đồ mên với đem theo chai nước. Chai nước lớn lớn, nhà có cái chai, cái thùng gì không? Có nhà có một bít. Ừ. Đặng chuẩn bị đi, rồi cái hồi nữa khi mà đem tới cửa thì Thanh điện cái Thanh chạy xuống Thanh lấy nha. Nhớ đường đi đúng không? Ừ. Rồi nằm ở đây đi, đặng người ta chích thuốc này kia cho nó nhanh hết. Với hạn chế đi lại. Nghe theo lời bác sĩ dặn nha không? Chân dặn nè, Thanh vô đây là nói chuyện phải nhỏ nhẹ nghe không, đi nhẹ nhàng, không có la lối sùm nha, ảnh hưởng đến người xung quanh nha không. Tại vì vô đây bệnh người ta rất là khó ngủ, thành ra là mình nói chuyện phải nhỏ nhẹ, không có nạt nạt nha. Ừ, nói chuyện phải nhỏ nhẹ, từ tốn đàng hoàng, đi lại cũng vậy nữa, từ từ. Ví dụ có nhờ cô, mấy cô điều dưỡng thì cô ơi, cô làm ơn coi chồng của Thanh bị gì nghe không. Đo điện mới tim. Giờ uống 2 viên thuốc. Ừ đúng rồi đó. Đo điện tim, nãy chị Trân tới là thấy đo điện tim đó. Chưa có đi chụp hình gì hết đúng không? Chưa. Ừ. Mà hồi nãy cái giấy xét nghiệm cũ của mình với cái bản X quang nó có đưa cho người ta chưa? Đây nè. Dạ ha. Ừ. Thì Dũng cũng khai nha. Khi mà bác sĩ lại khám thì Dũng cũng khai là Dũng cũng bị đau lưng này kia vậy đó. Ừ. Đau lưng. Hai cái chân là do rồi giờ Thanh thấy sao nè, đưa Dũng vô đây rồi Thanh yên tâm rồi đúng không? Ừ, vậy thì giờ nghe lời chị Trân nói nè, Thanh ở đây phải cố gắng chăm sóc cho chồng ha, bác sĩ dặn gì thì Thanh phải nghe lời nha không, rồi mấy cô y tá có kêu cái gì thì phải nói chuyện dạ thưa đàng hoàng nha. Ừ, nhờ là phải nói chuyện cho đàng hoàng nhỏ nhẹ nha. Nè, cố gắng với lại nè, không có lột khẩu trang ra nha. Ở trong này đeo khẩu trang nha. Ồ, tình hình dịch nguy hiểm. Thấy không? Dũng thấy làm sao rồi? Dũng nãy giờ uống thuốc thấy nhẹ, nhẹ hơn chưa Dũng? Nhẹ. Đỡ rồi phải không? Ừ, đỡ phần nào không? Ừ. Giờ nằm ở đây ráng dưỡng, với lại được nằm một chỗ như thế này thì được điều trị của bác sĩ nữa thì chắc là cũng nhanh hết mà ha. Rồi về. Thanh nói chuyện gì với chị Trân coi, nhắn gửi gì không? Dạ không. Hả? Dạ không. Hôm nay buồn nói chuyện hết nổi hả? Nổi. Thấy thương quá à. Nghiệp thiệt là tội nghiệp hả? Coi xét nghiệm máu như thế nào?